Hello, xin chào các tỷ phú tương lai. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kèo để các bạn đào cái đồng nano ạ. Và hiện tại nano thì giá đang là hơn 6 đô ạ. Đó, và không hiểu sao mà cái coin market cap ấy nó lại hiện lên cái tiền Việt Nam đồng này. Chắc là tại vì là mình để cái vị trí ấy, nó là ở Việt Nam cho nên nó hiện cái số tiền là Việt Nam đồng thì phải. Chứ trước đây mình không để vị trí thì nó là đô đấy ạ. Tức là quy ra tiền Việt Nam đồng thì nó đang là gần 141.000 đồng một đồng. Và có một thời gian là đỉnh của nó là lên 30 đô ạ. Sau về sau nó xuống đến tầm 14-15 đô ạ. Và bây giờ ngưỡng của nó đang là mức thấp nhất, đó là mức hơn 6 đô. Và con này thì hiện tại thị trường của nó thì rất là rộng. Nó đã list lên rất là nhiều sàn, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất nhiều cặp, cũng là nhiều sàn luôn. Đó, vì vậy cho nên là chúng ta tranh thủ cái lúc mà nó đang thấp như thế này thì chúng ta đào nó nha. Đào nó thì cực đơn giản, các bạn chỉ có xem video, không có gì là khó cả. Các bạn vào cái trình duyệt Netbot ấy, tức là chúng ta kết hợp 2 trong 1 đúng không ạ? Chúng ta lại còn kiếm được cái đồng Netbot nữa. Và cái crypto win này này, đào Bitcoin ấy, thì những ai chưa làm thì nên làm nha. Từ vì là các bạn chăm chỉ đào thì 200 Satoshi mà có người 300 Satoshi đấy ạ. 200 Satoshi nhưng mà tính ra nếu như các bạn đổi ra cái đồng Fiora ấy, thì nó sẽ là 14 đồng Fiora. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó, mà sau này ví dụ cái đồng Fiora nó lên 1 đô thôi là chỗ đó chúng ta cũng kiếm được 14 đô rồi. Chưa kể là ví dụ như là hàng ngày chúng ta tích cóp vào, chúng ta stacking, chúng ta lấy lãi nữa ấy ạ. Thì là nó đẻ ra rất là nhiều nha. Đó, vì vậy cho nên là những bạn nào chưa làm thì các bạn làm cái kèo đi nha. Vì rút min rút nó rất là thấp đúng không ạ? Các bạn copy cái link ở dưới mô tả video hoặc là trong cái group của mình, các bạn dán vào cái phần tìm kiếm của Netbot nha. Đó, để các bạn đăng ký ạ. Ở đây các bạn gõ vào cái ba gạch này cho mình nha. Các bạn gõ vào chữ login này. Tôi là con người này, các bạn gõ vào từng chiếc xe tải này. Làm captcha đấy ạ. Và vào đến đây, các bạn gõ vào cái sign up ở bên dưới này cho mình nha. Chữ sign up ở bên dưới ạ. Đó, sau đó là ở đây các bạn điền mail vào này. Username này. Username nó là cái tên tài khoản của chúng ta đấy ạ. Ở đây điền hai mật khẩu và họ cũng nói luôn đó là mật khẩu ít nhất là phải có 6 ký tự. Đó, và các bạn nhớ chúng ta luôn luôn là phải đều cao cảnh giác đúng không ạ? Chúng ta điền đầy đủ chữ viết hoa, chữ viết thường, số và ký tự đặc biệt. Các bạn cẩn thận nha, những cái mật khẩu này và những cái cụm từ khôi phục ví các bạn nên giữ cẩn thận. Ví dụ như là của mình hôm vừa rồi là mình mới bị mất hơn 200 cái đồng NBX ấy ạ. Đó, tại vì là mình quay video xong là mình bị sơ hở, mình quên mất mình không che cái mật khẩu khôi phục ví ấy, cụm từ khôi phục ví ấy. Đó, thế là đã bị kẻ gian người ta xem được cái video đó và hôm vừa rồi họ đã rút hết cái đồng NBX của mình mà, và mình đã phải lập ví mới rồi đó. Và cũng nhân tiện đây xin cảm ơn cái bạn nào đã ăn trộm cái đồng NBX của mình, tức là bạn đã đang gánh nghiệp thay cho mình ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Và đây các bạn nhập mật khẩu vào nha. Đó, sau khi các bạn nhập hai cái dòng mật khẩu giống nhau, các bạn gõ vào tôi không phải là người máy, các bạn xác thực captcha này, gõ vào xác minh này, sau đó các bạn gõ vào chữ sign up cái ô màu xanh ấy ạ. Đó, và ở đây là chúng ta sẽ phải vào mail để chúng ta xác thực mail nha. Nếu các bạn không xác thực mail ấy thì các bạn sẽ không thể đăng nhập được đâu ạ. Đó, khi các bạn vào mail ấy, thì các bạn thấy ngay cái thư của họ trên đầu này, Play Nano, các bạn gõ vào nha. Và các bạn gõ vào chữ confirm my account. Mở này, các bạn mở bằng cái trình duyệt này đi. Mở bằng trình duyệt Netbot ấy. Chúng ta dùng ở trên đấy thường xuyên để chúng ta được nhận cái đồng NBX nhé. Dòng đầu tiên ấy, chúng ta nhập email, Gmail đấy ạ. Dòng dưới chúng ta nhập mật khẩu vào nha. Sau đó các bạn gõ vào chữ login. Đó, lưu mật khẩu vào để lần sau chúng ta vào chúng ta không phải nhớ quên quên, không phải mất công nhập nữa. Nó rất là nhanh đúng không ạ? Ở đây thì nó có mấy mục này. Đó là mà chúng ta xem video cũng như là chúng ta
làm các khảo sát, nhưng mà cái khảo sát tốt nhất các bạn không nên làm, mà các bạn xem video này, các bạn kiểu làm faucet đấy ạ, để các bạn nhận cái đồng nano này thôi nha. Còn ở dưới này chơi game thì biết là chúng ta mất tiền đấy ạ, chúng ta phải mua chúng ta mới được á. Đó, đây này, các bạn gõ vào cái ô này nha, gõ vào cái ví ạ, sau đó các bạn gõ vào chữ watch and learn này, cái ô đậm đậm á, các bạn kéo lên nha, các bạn gõ vào chữ start này, cái ô màu xanh này. Đó, ở đây chúng ta sẽ xem video, các bạn gõ vào cái chỗ này cho nó phát này, cái chỗ mà nó có hình tam giác ấy. Service is the cornerstone of our existence. Đó, các bạn nhìn thấy cái thanh ở dưới nó chạy không ạ? Cái thanh màu xanh ở dưới này, thanh dưới này nó đang chạy ấy. Khi mà nó chạy hết ấy thì là chúng ta sẽ chuyển được sang video khác nha. Đó, các bạn kéo nó lên này. Đó, là các bạn nick video này, chúng ta sẽ được xem 5 video một lần nha. Đó, kéo lên. Kéo lên này. Khi nào mà ô xanh ở dưới nó chưa chạy hết ý, thì chỗ này nó sẽ không hiện lên chỗ để cho các bạn kích chuyển sang cái tiếp theo đâu. Đó. Vì vậy cho nên là phải chờ cho nó chạy hết này. Đó, thấy chưa ạ? Các bạn gõ tiếp vào next này. Chả cần xem đâu, các bạn cứ bật nó lên này. Bật nó lên, xong rồi chúng ta kéo lên, chờ nó hết rồi chúng ta lại chả cần xem ở đấy làm gì. Đó, chúng ta chờ cho nó chạy hết cái xanh này, để cho chỗ này nó có chữ next nó nổi lên ấy, thì chúng ta lại chuyển tiếp sang nha. Đó, next tiếp này. Cứ khi nào nó hiện lên được chữ next để cho các bạn kích vào thì các bạn kích nha. Đó, các bạn chẳng cần bấm thì tự nó cũng bật ạ. Nó đang chạy này là tự nó bật video á. Chúng ta chỉ chờ một xíu là nó hết mà. Cái này khá hay, công việc thì khá nhàn đúng không ạ? Chúng ta làm rất là đơn giản. Các bạn gõ nick nhé. Cái đồng này nó đã lít sàn rồi cho nên là chúng ta tập trung vào kiếm nó nha. Nó lít rất là nhiều sàn rồi. Khi mà nó hiện những cái thông báo linh tinh như này, các bạn đừng gõ vào OK nha. Tại vì là khi các bạn gõ vào OK, các bạn tải về, các bạn sẽ rất bị dễ nhiễm virus. Vì vậy cho nên các bạn kích vào cái dấu X ở trên đầu này. Các bạn nhìn thấy cái dấu X này không ạ? Các bạn kích vào cái dấu X ở trên đầu này. Đó, nó hết rồi đó. Bạn kéo lên nha. Đó, các bạn gõ vào chữ next video này. Ở đây chúng ta sẽ làm một cái captcha. Đó, các bạn gõ vào tôi là con người nha. Đấy, kích vào cái dấu X bỏ nó đi này, bất kể là cái gì nha. Ví dụ như ở đây nó sẽ có cái captcha là cái chữ ấy, các bạn cũng có thể nhập chữ vào nha. Từ vì là cái tài khoản trước là mình, cái đầu tiên captcha của mình nó hiển thị những cái chữ nhỏ nhỏ, các bạn phải gõ cho nó khớp. Còn ở đây là mình làm captcha bằng cái hình ảnh này thì nó dễ hơn. Chứ cái kia nó hơi bị khó. Đó, các bạn gõ vào chữ kiểm tra này. Trời ơi, thi thoảng nó nhảy cái quảng cáo và các bạn quay ra. Tắt cái có. Đó, các bạn gõ vào chữ kiểm tra này. Gõ vào Earn Nano, tức là cái ô màu xanh đậm ở bên trên. Đó, thế là chờ một xíu là các bạn sẽ nhận được Nano nha. Và tiếp theo chúng ta lại xem tiếp. Đó, đấy, các bạn sẽ nhận được 0.00228 nano. Các bạn có xem, thể xem cả ngày, xem thoải mái luôn. Ngoài ra thì nó sẽ còn một cái tính năng nữa, đó là tính năng faucet, tức là chúng ta clam. Nhưng cái clam đấy nó được ít lắm ạ, cũng chẳng cần clam. Tại vì mình thấy làm cái này nó còn được nhiều hơn này. Cái clam kia nó được xíu ấy, tẹo tẹo teo, nó có 0.400 mới đến một con 1 ấy. Đây mình sẽ làm thêm mấy cái nữa và mình rút về ví cho các bạn xem nha. Đó, các bạn nhìn thấy nó thông báo này, chúng ta sẽ nhận được 0.000228 chưa ạ? Trong khi mà các bạn xem video nó hiện lên những cái này thì các bạn đừng có kích vào cái gì nha. Các bạn kích vào là các bạn sẽ bị dính virus luôn. Ví dụ như nó báo
một cuộc gọi nhỡ này đó là không phải đâu ạ, đó đều là ảo hết. Đó, vì vậy cho nên là các bạn đừng có kích vào, kệ nó nha. Đây này, ví dụ nó báo tải xuống cái gì, kích hết vào dấu X bỏ đi. Bởi vì là nếu các bạn kích vào đó là các bạn sẽ gặp ngay virus luôn. Và suốt ngày nó báo những cái rất là vớ vẩn về cái máy của mình á. Cho nên là phải thật cẩn thận nha. Đừng có gõ lung tung vào, gõ lung tung vào rất là nguy hiểm á. Và mình xem một lúc rồi, cũng được một ít rồi á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn quay về ví chiếc wallet này. Các bạn mở cái đồng nano ra nha, để lấy địa chỉ ví và về bên này rút tiền luôn ạ. Cái này nó không có min rút cho nên là các bạn rút thoải mái nha. Mọi người đang nóng lòng để rút được cái con mớt này nhưng mà thực tế là chưa rút được đâu ạ. Nó các bạn nhìn thấy nó nhiều tiền đúng không ạ? Cho nên là muốn rút lắm nhưng mà thực tế nó chưa cho rút đâu. Những cái đồng mà chúng ta đang làm airdrop này thì nó sẽ khóa lại đến tận tháng 1 năm 2022 nó mới mở để cho chúng ta giao dịch. Vì vậy cho nên đừng ai hỏi mình cái cách rút cũng như là cái cách swap ra Việt Nam đồng hay là ra đô như thế nào nha. Ở ngoài thì chúng ta có thể giao dịch được nhưng mà riêng cái chỗ này là chúng ta không thể giao dịch được, nó khóa lại rồi. Đừng ai hỏi về cái con này nữa nha. Đây các bạn vào cái chỗ hai gạch này. Các bạn gõ chữ nano ra này. Đó, nó nằm luôn trên đầu nha. Các bạn mở nó ra này. Để chúng ta lấy cái địa chỉ ví nha. Các bạn gõ vào sao chép này. Các bạn sang bên web này nha. Ở đây các bạn kéo xuống này. Các bạn vào cái ba gạch cho mình. Và các bạn nhìn thấy cái số dư của mình ở trên này không? Nó đang là 0.001136 nano này. Đấy, mình xem có mấy phút thôi á mà đã được bằng đó rồi đó. Nếu mà các bạn chăm chỉ thì ngày kiếm được khá là nhiều luôn. Đây này, mình cho các bạn xem cái phần cái vòi trước nha. Các bạn gõ vào chữ faucet này. Nó được ít lắm. Các bạn bỏ ô thứ nhất, bỏ ô thứ hai, gõ vào ô thứ ba này. Các bạn kéo lên này. Các bạn dán cái ví chúng ta vừa cóp đấy ạ. Các bạn gõ vào chữ get nano này, cái ô màu đen á. Đó, thế là được, có thế thôi. Nhưng mà nó cực ít luôn. Và cái này thì 10 phút chúng ta có làm được một lần. Và nó thì có xíu. Nó là 0.000012 á, 4 con 0 cơ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ quay về để rút tiền nha. Đây, các bạn gõ vào ba gạch. Gõ vào cái số dư của chúng ta ở trên này. Các bạn nhìn thấy cái chỗ số dư đi ạ. Username balance này. Các bạn gõ vào nha. Đó. Và các bạn kéo lên nha. Ở phía bên trên này nó không có liên quan gì cả. Đó. Các bạn kéo lên này. Đây nó báo số dư của mình thôi. Các bạn điền cái ví của chúng ta vào đây. Dán ví vào này. Các bạn gõ vào chữ max này. Để cho nó vào hết số tiền của chúng ta nha. Các bạn gõ vào chữ withdraw. Cái ô màu xanh bên dưới á. Và cái này thì nó về trong cũng phải mất mấy phút á. Nó không về được luôn đâu. Đấy. Nó đã gửi đi chúng ta rồi nha. Chờ tầm độ khoảng cũng phải mất tầm độ khoảng 3 phút nó mới về. Con này nó về không có nhanh. Nhưng không sao, miễn là nó về là được đúng không? Miễn là nó về là được. Không quan trọng là về 3 phút hay 5 phút hay 10 phút. Đó. Cái con này rất là dễ kiếm. Vì vậy cho nên các bạn tranh thủ kiếm nha. Không có khi mà đông người vào thì chắc chắn là nó sẽ lại rút đi á. Mỗi một cái video mình xem nó không còn được nhiều như thế, đúng không ạ? Nếu mà các bạn thoát ra rồi thì các bạn vào đây này. Các bạn gõ vào cái chữ watch and learn này. Đó, các bạn gõ vào chữ watch này. Kéo lên là lại các bạn lại xem được đúng không ạ? Các bạn lại gõ vào chữ start. Đó, là chúng ta lại xem được. Cứ 5 video là lại được tiền đúng không? Chờ xíu cho nó về rồi mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Nó có giới hạn đâu. Cứ chúng ta rảnh lúc nào chúng ta vào chúng ta làm lúc đó. Nó cho xem liên tục luôn. Cứ 5 video xong là chúng ta lại làm mã captcha. Chúng ta lại xem 5 video mới. Đó, tranh thủ mình lại vừa được 0.00228. Mình lại rút tiếp cho các bạn coi nha. Trong lúc chờ nó về mà, đằng nào cũng chờ nó về đúng không? Dán ví vào đây này. Gõ max này. Gõ withdraw này. Đó, 0.00028 thì nó cũng gửi về cho các bạn luôn. Bây giờ mình thử về ví bên kia xem là đã về chưa nha. Nó mất mấy phút ạ? Đó, các bạn nhìn thấy nó về luôn không?
Đó, nó về luôn 0.001136 cái lệnh lúc nãy của mình nha. Còn cái lệnh này chắc là tầm độ khoảng 2-3 phút sau nó lại về tiếp. Đó, thì là cái này nó rất là đơn giản, làm nó đơn giản cực kỳ luôn đúng không ạ? Các bạn cứ rảnh lúc nào là các bạn vào các bạn gõ lúc đấy thì các bạn lại vừa được cái đồng nano này, các bạn lại vừa được cái đồng NBX kia đúng không? Đó, rất là hay luôn. Cái này gọi là chúng ta kết hợp 2 trong 1. Và các bạn muốn lấy link để các bạn chia sẻ thì các bạn gõ vào cái ba gạch này, và các bạn gõ vào cái dòng affiliate này nha. Đó, các bạn kéo lên ở dưới này này. Đó, đây các bạn gõ vào, các bạn sao chép và các bạn đi chia sẻ nha, để các bạn hưởng thêm hoa hồng nha. Rất là đơn giản đúng không? Đó, thì cái video này nó hơi dài, vì vậy cho nên là mình sẽ hẹn các bạn mình quay event vào cái video sau. Chúc các bạn đăng ký thành công và chia sẻ cho được nhiều người để các bạn kiếm được nhiều cái đồng nano này. Khi mà cái đỉnh của nó đã là 30 đô ấy thì kiểu gì sau này nó cũng sẽ quay lại cái đỉnh đó, và thậm chí là nó sẽ vượt cái đỉnh đó, nó sẽ lên đến hàng trăm đô đúng không ạ? Vì vậy cho nên là chúng ta tranh thủ để chúng ta kiếm cái đồng nano này thật nhiều, tích vào nhiều, và sau này nó tăng giá thì chúng ta sẽ có một chút tài sản nhỏ nhỏ đúng không? Năng nhặt thì chật bị, tất cả gom lại thì nó sẽ thành một khối tài sản lớn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình, cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái kèo hot của mình và cập nhật các thông tin mới nhất từ mình nha. Bye bye.